Hôm nay, ngày 8 tháng 3, được thế giới công nhận là Ngày Quốc tế Phụ nữ. Để giới thiệu về ngày này, Nam Anh xin mời quý vị theo dõi chương trình Người Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa do ông Trần Quang Duật phụ trách. Trong chương trình này, có đề cập đến những tiết tháo mà người phụ nữ miền Nam đã hành xử sau ngày 30 tháng 4, đồng thời cũng trình bày những bất hạnh của phụ nữ Việt Nam đang phải chịu đựng dưới sự thống trị của Ba Đình. là Trò Cô Giọt. Xin kính chào quý chiến hữu, quý khán thính giả đến với chương trình Người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa của chúng tôi. Thưa quý vị, thưa quý chiến hữu, ngày 8 tháng 3 năm 1899 tại hai thành phố Chicago và New York đã xảy ra một cuộc đấu tranh dữ dội của các công nhân mỹ nữ trong ngành dệt may. Họ yêu cầu đòi giảm giờ làm việc và đòi tăng lương. Dù bị đánh đập và bắt bớ, đuổi ra khỏi ngành dệt, nhưng họ vẫn đoàn kết, bền bỉ đấu tranh khiến giai cấp chủ nhân phải nhượng bộ. Từ tháng lợi này đến tháng 2 năm 1909, các phụ nữ trên toàn nước Mỹ đã tổ chức Ngày của Phụ Nữ với những cuộc biểu tình rầm rộ đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ ngày 26 và 27 tháng 8 năm 1910. Đại hội đồng lần thứ hai của phụ nữ thế giới được thành lập ở Copenhagen, thủ đô của Đan Mạch, với 100 nữ đại biểu của 17 quốc gia quyết định ngày 8 tháng 3 là ngày quốc tế phụ nữ thưa quý vị, thưa quý chiến hữu. Như vậy cách đây hơn 100 năm đã có những cuộc đấu tranh giành quyền bình đẳng cho phụ nữ. Hiện tại trên thế giới đã và đang có những thay đổi lớn lao cho phụ nữ và tại Việt Nam. Nói về người phụ nữ, xin mời quý vị theo dõi chủ đề của chúng tôi sau đây. Người vợ lính. Thưa quý vị, thưa quý chiến hữu. Năm 1979, khi gia đình ra thăm nuôi tôi tại nhà tù Tân Lập K5 Vĩnh Phú có cho biết bọn cán bộ miền Bắc và miền Nam họ chọn cô giáo ngụy bác sĩ ngụy kỹ sư ngụy và tất cả những cái gì có liên quan đến ngụy đều được những cán bộ miền bắc này đánh giá cao hơn miền bắc và một mẩu chuyện kể về cô giáo ngụy như sau mẩu chuyện này đã được đại tá lê nguyên bình khóa 7 trường võ bị quốc gia việt nam đưa lên trên diễn đàn võ bị xin tóm tắt câu chuyện mai là tên cô giáo ngụy đang đứng trước bực tự nhiên ở dưới lớp có tiếng cô thưa cô bạn hùng phá không cho em chép bài thưa cô vân vân và vân vân và cô giáo mai đã nhiều lần phạt hùng vì cái tính cách quậy phá trong lớp học và biết rằng mình lại con một cán bộ cao cấp nên hùng tưởng rằng không ai dám đụng một ngày nọ lớp học đang trong giờ học thi học sinh trưởng lớp hô nghiêm tất cả lớp đứng dậy cô giáo mai thấy một vị khách đeo kính mát bước vào lớp chưa kịp chào khách cô đã bị xài xẻ Tại sao tôi cho người mời cô lên văn phòng, cô không lên? Cô giáo Mai tử tốn trả lời. Thưa ông, trong giờ thi của các em, tôi không thể bỏ các em đi được. Kỳ thi này là một trong những kỳ thi quan trọng của các em. Không đợi nghe cô đã. Giáo trình bày. Tên thượng tá này bước ra khỏi lớp. Một lần nữa, ông ta lại ngạc nhiên khi nghe tiếng nghiêm. Cả lớp lại đứng dậy chào ông. Một điều mà ông không thể thấy và có thể xảy ra dưới mái trường gọi là xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc được chuyện không may xảy ra cho cô giáo ngụy là một tên bạn học cũ của cô đi ra tập kết bây giờ quay lại trường hắn ta có ý định muốn lập gia đình với cô và giới thiệu cô vào đoàn nhưng cô may đã thành thực cho hắn biết một sự thật là cô đã có quen và đính hôn với một trung úy phi công ngụy xin lỗi quý vị tôi dùng tứ của việt cộng không biết sống chết ra sao và với lý lịch này cô đã bị cướp đi ngành dạy học của mình và không nói chúng ta cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra cho cô giáo ngụy này. Sau vài năm, viên thượng tá này về hưu, anh ta đến gặp cô giáo Mai đang đứng bán rau tại chợ với cách nói của người miền Nam là một trăm phần trăm giàu. Anh ta đã nói sau những năm sống ở miền Nam, tôi thấy chế độ cộng sản đã làm băng hoại mọi sự cô ạ. À. Những năm chiến tranh thì người ta còn có thể biện minh được việc nọ việc kia và khi vào được miền Nam chiếm được miền Nam thì tôi thấy là miền Nam yêu việt hơn miền Bắc rất nhiều. Cộng sản đã làm cho miền Nam ngày nay tồi tệ, càng ngày cũng gần giống như miền Bắc. Tôi đã thấy điều đẹp đẽ trong một xã hội văn minh, tôi không thể nào quay về với những cái thấp hèn mà tôi ngủ quáng tôn trọng. Tôi muốn con trai tôi ra đi, tôi không muốn thấy nó trở nên một bánh xe trong cái cỗ máy thống trị này. Nếu cô hứa dẫn nó đi, chăm sóc nó, đến năm 18 tuổi, tôi sẽ lo tất cả mọi chi phí và phương tiện cho cô ra đi lý do tôi nhờ đến cô vì thứ nhất tôi biết cô muốn ra đi và thứ hai cô là người rất thật thà và trung thủy ngay cả trong người thân trong gia đình tôi không thể tiết lộ kế hoạch này cho bất cứ ai biết vì lý do an ninh của cá nhân và của sinh mạng tôi chỉ cô mới có thể giúp tôi được tôi bảo đảm chuyến đi này sẽ thành công và sau cùng cô giáo ngụy và thằng hùng con trai viên thượng tá đã đến vùng tự do vài năm sau đó nhận được tin báo Hùng đến thăm cô. Bây giờ Hùng đã trở thành một bác sĩ. Trước khi ra về, Hùng trao cho cô giáo một bức thư nói là của bố gửi. Mở bao thư ra, hai chữ tối mật như đập vào mắt mai. Vì những gì mà mắt bay lướt qua, những hình ảnh mà người yêu của cô, một trung úy phi công quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đã trả giá khi bị bắt và khi bị thủ tiêu. Và cô giáo Ngụy đang thả hồn về với những kỷ niệm mà trước năm 75 cô đã có với người yêu của mình là sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thưa quý vị, chuyện người tù cải tạo trong thời gian rảnh rỗi, dân bóc quả chúng tôi thường hay tán gẫu với nhau là làm người Việt Nam đã khổ nhưng mà làm người Việt làm người phụ nữ Việt Nam còn bất hạnh hơn nhiều. Tuy vậy, qua bao chiều đựng chia sẻ của người lính, người vợ lính sau giai đoạn đổi đời vẫn có những hành động mà trong chúng ta không thể nào mà không ngưỡng bỏ được qua câu chuyện cao đây của chúng tôi. Vào một buổi trưa thập niên 80, Mai Trung Chính đến nhà chơi và hai chúng tôi ra quán cà phê đầu đường uống nước. Đang uống, chợt nhà thơ hỏi tôi, toa có nhớ cái thằng đội trưởng đội 10 không? Nhớ chứ, tôi đáp. Thằng đó là một trong những tên đội trưởng hát áp nhất ở Tân Lập. Nó mới bị vợ nó cho một đòn nặng lắm. Với bản tích, mọi chuyện đều từ từ. Sau khi nhấp nhi cà phê, hút điếu thuốc lào, Mai Trung Tĩnh bắt đầu. Nhà tên này với hoa cùng ngõ, vợ nó mời Moa đến ăn cơm. Trước đó bà ấy hỏi về tư cách của ông chồng mình rất nhiều và cứ sau y bản tránh kể cho bà anh nghe những hành động không đẹp của chồng bà trong thời gian ở tù. Bà cho biết trong lúc đi thăm nuôi anh em tù cũng cho biết nhưng khi hỏi chồng thì ông cho ta biết anh em ghen tị nên theo dệt ra chuyện đó. Tuy vậy khi về thấy anh em tới thăm Moa mà hắn chẳng thấy một ai đến thăm cả. Bà có tới và hỏi và sau cùng bà cho biết là bà đã có câu trả lời. Trong bữa cơm đó đông lắm có cả cha mẹ chồng tiệc gần tan thì thấy vợ tên đội trưởng này đứng lên và nói thưa ông bà nội các anh các chị con có một câu chuyện muốn xin thưa như sau khi con chọn lấy chồng con là chọn những người có lý tưởng quốc gia có trách nhiệm với đất nước và tổ quốc mà mình đang sinh sống ngày 30 tháng 4 đáng lẽ con và các cháu theo ông bà ngoại đi pháp vì bên ngoại con có quốc tịch pháp nhưng chồng con bị cấm trại ở bộ tổng tham mưu con không biết không theo bên ngoại đi pháp mà con ở lại lo cho chồng con khi chồng con bị đưa ra ngoài Bắc, con đã tuần đội cứ 3 tháng một lần ra thăm nuôi anh. Còn nghe anh em tù cùng chung với nhà con ca thán về việc chồng con đối xử không tốt với họ. Có hỏi thì anh cho biết là họ đặt điều. Nhưng khi anh về, hơn nửa năm không thấy một ai tới thăm cả. Con đi tìm hiểu thì quả thật anh ấy đã đánh mất niềm tin mà con đó dành cho anh ấy trước năm 75. Anh đã đối xử một cách không tốt đối với những bạn tù của mình. Hôm nay con xin trả lại anh ấy cho bên nội Con và các cháu sẽ đi Pháp đoàn tụ với bên ngoại Nói xong bà dẫn Hai cô con gái bước ra khỏi nhà Trước sự bàng hoàng của mọi người Kể đến đây Mai Trung Tính nhìn tôi hỏi Toa thấy chưa Vợ lính ngụy mà Xin lỗi quý vị chứ ngụy viết trong ngoặc Và thưa quý vị Bây giờ nhìn kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ Tà quyền ba đình Chắc sẽ dành gian tổ chức Nhưng mà chỉ có viết mà không nói Nhìn về trong nước ta thấy những chuyện cô giáo phạt học trò phụ huynh học sinh đến bắt cô giáo phải quỳ và cô giáo phải xin lỗi chuyện các cán bộ có chức có quyền tại một tỉnh nọ bắt các cô giáo phải đứng hầu rượu rót rượu một sự lăng nhục cho nền giáo dục của việt nam phụ nữ được xuất khẩu chiếu của việt cộng để sang làm nghề mãi dâm kiếm tiền để nuôi gia đình chuyện một nữ sinh viên đã giao gà cho gia đình nhân dịp tết đã bị cưỡng hiếp và giết chết chuyện các em nữ sinh đánh nhau qua mắt với những con mắt thờ của người xem thưa quý vị một nền giáo dục như vậy người phụ nữ bị đối xử như vậy thì làm sao mà đất nước tiến được trong văn học việt nam có một người phụ nữ được đề cập và nhắc nhở mà chúng ta là không ai không biết đó là chuyện thí kiều qua bao thăng trầm của cuộc sống cuối cùng nguyễn duy đã cho ngự cho kiều được hưởng lại những gì mà kiều đã chịu đựng còn người phụ nữ việt nam bây giờ qua cuộc chiến và bây giờ họ vẫn đang chịu đựng và vẫn phải chịu đựng vì họ là phụ nữ của chế độ cộng sản Kính thưa quý vị, xin thành thật cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin hẹn quý vị trong chương trình phát hình kỳ tới. Trân trọng! Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thành Đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Nam Anh xin cảm ơn quý vị luôn theo dõi và đón xem. Mọi liên lạc hãy đóng góp ý kiến về bàn biên tập SBTN DC. Xin email về Washington DC at sbtn.tv Nam Anh kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Nam Anh kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.